Trong tình yêu, nếu cặp đôi nào trải qua nhiều gập ghềnh sóng gió hơn thì tình yêu nó sẽ lâu bền hơn, có đúng vậy không? Tôi thì không biết tình yêu của mọi người như thế nào, nhưng tôi thì tôi không thấy đúng lắm. Đợt đấy thì chúng tôi bắt đầu học hè lên lớp 12 và lớp tôi thì có thêm rất là nhiều học sinh mới. Nổi bật nhất phải kể đến một đôi nam thanh nữ tú mà ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của tôi và Phương Anh sau này. Đầu tiên thì phải kể đến là bạn nữ tên Ly. Về ngoại hình của bạn này thì chỉ diễn tả bằng ba chữ: chảy nước miếng. Chân dài, cao ráo, cỡ 1m63 gì đấy. Khuôn mặt thì khá là hiền hậu, xinh xắn và đáng yêu. Da rẻ thì trắng hồng, mắt tròn to, nói chuyện thì nhẹ nhàng, khéo léo. Đến mức mà tôi mới nhìn quá 7 giây thôi là Phương Anh đã véo tôi một cái rồi. Vậy còn nhân vật phản diện nam thì sao? Thanh niên này tên là Vũ, cao to, đen hôi, mồ hôi dầu. Đấy là vân vân, nên là tôi nói như vậy thôi, nó thực chất chỉ cao, to, da thì chỉ hơi ngăm ngăm chứ không đen lắm. Ngoài ra thì mới biết trước đây thì nó được đào tạo trong lò bóng đá trẻ của thành phố và là bắt gôn rất là cừ luôn. Em chi mà nó cao to thật sự. Sau khi mà hai đứa nó được phân vào chỗ ngồi thì mấy đứa con trai trong lớp thì cứ nghiêng về cái Ly. Tôi thì cũng khoái khoái lắm đấy, nhưng mà sư tử đang ngồi cạnh nên là đành ngậm ngùi sang chào hỏi bạn Vũ trước.